vậy? Ủa, chị mới làm mai cho em Hạnh rồi mà, đi coi phim đi chứ. Tên Tuyết Sơn phải không? Dạ không, em là Tuyết Thủy chị. Hả? Em là Tuyết Thủy. Tuyết Thủy? Dạ. Phải không? Trời, tôi nổi da gà hết trơn rồi trời. Tên là Tuyết Thủy hả? Dạ. Thủy năm nay bao nhiêu tuổi? Em biết tên là sinh đôi đó chị. Thiệt không á? Thiệt. Chị em sinh đôi? Dạ. Với cái cô hồi nãy? Dạ. Tuyết Sơn, Tuyết Thủy. Ờ, cũng giống lắm á. Vậy là cũng 30 tuổi luôn hả? Dạ. Anh Linh ơi, bất ngờ không anh Linh ơi? Anh thấy em hốt hoảng bên đó, anh cũng nghĩ ra điều gì rồi. Chắc là gặp cô gái sinh đôi rồi. Mình chúc chừng nào cho gặp xong anh kiểm tra chứng minh nhân dân. Chứ để hồi nó lộn kỳ lắm. Hiện nay là Thủy đang làm công việc gì? Em làm chung công ty với Sơn đó chị. Trời đất ơi, sao cái gì cũng chung hết vậy? Rồi hồi đó giờ có mối tình nào chưa? Thì em cũng đơn phương một lần rồi chị. Gì vậy trời? Lần đầu tiên có một cặp sinh đôi tham gia chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Yêu đơn phương một lần rồi cũng ế tới giờ. Hai chị em y như nhau. Chị không phải là chưa kiếm được người hợp chứ không ế. À, thôi hỏi bạn nam đi, bạn nữ giống hệt nãy. Y hệt nãy hả? Y hệt nãy. Để một hồi tôi kiểm tra lại cho, cái này tôi chưa biết gì hết ha. Thôi, yêu cầu của anh người bạn nữ như thế nào? Yêu cầu của em có một thôi. Nhưng mà khá là cao. Rồi, nói luôn. Thì để em kể một câu chuyện để anh thấy là cái yêu cầu của em nó cao. Chuyện dài không? Cũng không dài lắm. Khoảng nhiêu lâu? Chắc khoảng 2-3 phút à. Rồi, kể 2-3 bắt đầu. Hồi xưa lúc em còn nhỏ em có đi với ba em. Thì mỗi lần mà em thích một cái gì đó thì ba em đều hỏi là con thích không, em nói thích, thì hai cha con mới đứng nhìn cái món đồ đó, nhìn hoài, sau đó đi về chứ không có mua. Sau này lớn lên em mới hỏi ba em tại sao lúc đó ba không mua cho con, do nhà mình khó khăn hay sao. Cái ba em mới nói một câu là người mà thương mình thật thì không phải là người là mua cho mình mọi thứ, mà là người ta chấp nhận bỏ cái thời gian của người ta ở cùng với mình. Thì đối với em á, thời gian là cái quan trọng nhất và cái quý giá nhất. Có thời gian mình có thể đi làm, mình kiếm được tiền. Có thời gian mình tập thể dục, mình khỏe mạnh. Nghĩa là thời gian là vàng là bạc. Cho nên cô gái nào mà chấp nhận là cùng với em, dành trọn thời gian, trọn đời với em thì ok. Nghĩa là phải có thời gian ở với em. Thời gian đi chơi với em. Thôi ở người khác sao anh? Bên đó có phòng trọ không? Bên đây giống như cũng y chang như trường hợp hồi nãy. Cũng cao 1m8, tráng cao 1m9. Để hỏi Thủy ơi, để cao hơn nha. Đừng không phải tội chị ơi. Lùng mình lụm tiền nhanh hơn. Ủa sao vậy? Sao mới nói cao 1m8? Cao xuống mệt. Mình lùng hơn, mình lụm tiền nhanh hơn. À, cũng được ha. Rồi từ từ để tôi hỏi cô gái bên này cái đã. Mình có những cái điểm mạnh, điểm yếu gì không? Nói vậy chứ sinh đôi cũng phải có những cái đặc điểm riêng chứ, đúng không? Dạ, em thấy là em bình thường lắm, điểm mạnh thì không có. Dạ. Điểm yếu của em có thể là em lo chuyện bao đồng. À, em thích cái mẫu người bạn trai mình là người như thế nào? Em thích người đó là phải có tính quyết đoán, không gia trưởng, không biết hút thuốc và đừng có nhậu nhẹt. Em ghét người nhậu nhẹt lắm. Chị thấy là giống hệt Sơn vậy đó. Đây khác à, đây khác Sơn rồi nha. Tráng cao chút được không em? Không. Trời, khó quá, hẹn chi hai chị em căng à. Chị ơi, em xin phép về trước nha chị. Bình tĩnh. Hồi nãy cái cặp kia cũng vậy mà cuối cùng là tôi với Quyền Linh vẫn là làm mai làm mối được mà. Chị ơi. Em có bây cái giờ gì, em có gì khác em tự giới thiệu đi, em phải show up ra giống như bạn trai nãy vậy đó. Em có thời gian thôi. Tiêu chuẩn của em như thế nào? Do em bị ba cái lý do ế cho nên là em cũng không có yêu cầu cao về bạn gái lắm. Em chỉ yêu cầu giống như cái hồi nãy thôi. Thì ba cái lý do ế của em kể anh nghe ha. Được hả? 3 phút. Rồi 3 phút bắt đầu. Cái lý do ế đầu tiên á là nó thuộc về vấn đề vật lý. Vật thể khi gặp nóng nó sẽ bị giãn nở. Gì vậy trời? Cho nên là anh nhìn em nè. Anh nhìn em, đó là lý do số 1. Lý do số 2 là nó thuộc về vấn đề gọi là tâm linh. Đó là hồi nhỏ em châu bò lắm. Em mơ có thằng nhóc nó cứ lấy cung tên nó bắn em hoài à. Em quơ lên em hốt nó liền. Hốt nó xong nó hứa với em là từ nay về sau nó không có bắn em nữa. Tỉnh dậy em mới biết nó là thần tình yêu. Coi như là bị lời nguyền rồi. Thứ ba. Lý do thứ ba. Nhìn tôi nè. Dạ. Kể thứ ba đi, kể chuyện thứ ba. Lý do thứ ba của em á, hồi đó em thích cái bạn đó, em tỏ tình với bạn đó. Em hỏi là mình có thể hẹn hò nhau không? Cái bạn đó mới nói là hỏi ngược lại em là anh có muốn xem hình bạn trai của em không? Em cũng cố nén đau lòng, chấp nhận coi.
bạn đó mới lấy điện thoại ra đưa sát vô mặt em. Em nhìn lên em không thấy cái điện thoại có gì hết á, cái màn hình trắng nhách à, cái nắng mới chiếu vô em thấy mặt em trong đó. Em nói trời hạnh phúc quá, hóa ra là bạn gái đó là thích mình. Cái tự nhiên bạn gái đó thấy mặt em hạnh phúc, nó quên bấm màn hình lên. Xong bây giờ đó là em hết dám quen ai luôn. Hổ hàng ha. Hồi nãy em nói là em có thời gian, mà em có hiểu nguyên nhân tại sao em bị ế không? Hồi đó em quýnh thần tình yêu nên bị lời nguyền. Theo anh nghĩ tại lý do ế là tại vì em kể quá nhiều chuyện. Đúng rồi. Em có quá nhiều thời gian trong khi người ta lại không có thời gian. Cái thời gian kể chuyện đó người ta đi làm đi kiếm tiền đi ông ơi. Bây giờ khai chút xíu về nhà cửa cha mẹ rồi có cái gì không? Giống như nãy em nói là em đang làm ở một công ty phân phối linh kiện máy tính. Tạm coi là có công việc ổn định đi. Đang ở với ai? Em đang ở với má, bà chị. Thì nhà này nhà chung không có nhà riêng. Lấy vợ vợ ở chung luôn. Bây giờ vợ chắc ở chung. Chị mấy tuổi? Chị em sinh năm 83. Chưa lấy chồng? Chưa lấy chồng. Sao không giới thiệu tới bạn muốn hẹn hò? Ê người ta giấu với ai phải đưa chị đi trước mới rước vợ về sau được chứ. Chứ chị chồng ở chung với em về mất công lắm. Rồi thôi đi về đi. Hả? Vậy thôi em về nha chị. Ừ. Mắc cười quá, hỏi người ta kêu đi về. Khó mà. Kể chuyện rồi, hoài. Bây giờ mẫu hình lý tưởng của em là người phụ nữ thế nào? Cấm kể chuyện. Mẫu hình lý tưởng của em thì một người phụ nữ bình dị, yêu thương nhau thật lòng. Lùng hơn em chốt là được. Có đâu không? Giống em được không? Có đâu là anh với em yêu nhau rồi anh. Để anh coi. Em nghĩ coi của anh đây. Nãy giờ thấy các tường quảng hốt cái nào coi thử coi nói sao. Anh khỏi coi. Trời đất ơi, ơi. Khoan, chờ chút xíu. Em chờ chút xíu, anh chứng minh coi anh kiếm cái cô nãy đâu rồi. Đâu rồi, cô nãy đâu rồi? Lên đây. Vậy cái cặp kia người ta đang yêu nhau, anh làm cái gì vậy anh Linh? Không phải. Sao anh chia rẽ anh ta vậy anh? Chờ chút xíu nha, đứng đây nha. Gì vậy anh Linh? Kỹ lên. Đúng rồi. Anh chỉ sợ là mai mốt mà có gì anh chịu trách nhiệm thôi. Thành ra anh muốn cho mọi người thấy là có hai cô đứng hai bên. Ha? Đó, y chang vậy nè. Vậy lát nữa em khỏi kéo lên. Hả? Lát khỏi kéo lên. Khỏi em kéo thấy luôn. Rồi. Đúng rồi, được rồi. Vậy giờ bấm luôn hả? Bấm luôn đi. Rồi xong rồi, cảm ơn em. Anh về với anh chàng bên kia đi. Rồi vậy anh tin rồi đó. Bây giờ bạn nam bên kia thấy cái chị của bạn nữ thấy làm sao? Trình độ chưa dắt giống tính anh. Cha mẹ sinh con trời sinh tính. Cho nên là khó lắm à. Hên xui đi. Rồi hên xui đi cho hai người kéo lên. Thấy, em nghe bạn nam bên kia kể chuyện em cảm giác thấy sao? Thấy bạn ấy cũng là người chín chắn. Rồi 2 phút cho em để em cảm nhận. Kéo màn lên. Thôi mà mình thấy rồi khỏi quay đi. Đúng rồi. Quay qua nhìn đi. Chào. Dạ. Chào bạn. Phải cảm ơn bạn. Dạ. Đúng lên thấy to quá ha. Dạ. To nhưng mà tâm hồn bé nhỏ chị. Thôi đừng kể chuyện nữa, tập trung có 2 phút à. Giống như là mục tiêu của chương trình là để hai người thật sự cảm thấy là có cảm giác thì bấm. Cho nên mình cũng, bạn có thể suy nghĩ thật là kỹ. Bạn thích mình, bạn bấm. Bạn không thích, không bấm. Mình không có vấn đề hết. Tại vì mình quan điểm là sống là phải tùy duyên. Đúng rồi. Cái gì mà của mình là của mình. Cái gì không phải của mình phải giành giật nó mới có. Ủa vậy đâu phải là tùy duyên bạn. Tùy duyên theo cách của mình. À. Mình mới hỏi bạn nếu bạn gặp khó khăn hay có chuyện gì vui, bạn người đầu tiên bạn chia sẻ là ai? Giờ mình chưa có người yêu đúng không? Thì mình gọi cho mẹ. À, mẹ. Người quan trọng nhất trong gia đình với bạn đó là ai? Quan trọng nhất tất nhiên là mẹ rồi. Mẹ. Nhưng mà mốt có vợ quan trọng hơn. Rồi bạn nói vậy không sợ sợ mẹ bạn buồn sao? Không phải bạn, cái này là phân tích logic nha. À. Cha mẹ là có thể là ở với mình nhưng không ở cả đời. Con cái lớn lên bỏ mình đi. Chỉ có bạn đời của mình mới ở với mình cả đời thôi. Thì bạn đời mới là quan trọng nhất. Nhớ bấm nha. Tôi chưa thấy ai mà vừa nói chuyện cứ nhớ bấm nha. Không anh nhắc, sợ nhiều khi người ta rung quá người ta quên. Sợ người ta không bấm hả? Không, người ta rung quá người ta quên. Ví dụ người ta bấm sao? Bạn không thích mình, bạn có quyền không bấm. Cuộc sống này á không có dễ dàng. Cho nên á, nếu mà mình muốn mà sống một cuộc sống vui vẻ á, thì cơ bản là tâm hồn mình phải vui vẻ. Vui vẻ cho đời nó bớt khổ. Cảm ơn. Rồi, hết giờ. Hãy suy nghĩ thật kỹ nha. Chị mình là chị mình và mình là mình nha. Dạ. Hết sức bình tĩnh. 1 2 3 Hết thời gian. Lý do tại sao bạn nam nè, thấy bạn thuyết phục cũng được lắm mà sao bạn vẫn không đồng ý? Nói chung là em cảm thấy là em
chưa có rung động nên em quyết định không bấm. Cảm ơn hai bạn rất là nhiều. Tôi nghĩ rằng trong show thẩm bạn trai rất là dễ thương, nhưng mà do cái cách mình nói chuyện ở bên ngoài nó mất một chút về gọi là cái tình cảm của người đối diện. Tôi nghĩ là như vậy, bạn thiếu chút xíu đó thôi. Chứ bạn cũng đẹp trai, cao ráo, cao tôi nhiều, tóc cũng ít hơn tôi nhiều. Thôi, chúc trời vui. Cảm ơn hai bạn rất là nhiều. Chúc bạn sẽ có tìm được một nửa của mình ha. Cảm ơn em ạ. Rồi. Rồi, cảm ơn em. Dạ, em chào chị. Cảm ơn. Em đang lo lắng không biết cho hai chị em mai mốt rồi đi chơi giờ bị lẻ bạn rồi, giờ sau đây cũng buồn ha. Thôi, sẽ tiếp tục tìm kiếm cho cái trên fanpage của chương trình Bạn Nguyên Hò cho một người bạn đời của cô em gái. Thưa quý vị, chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò dựa theo format của kênh truyền hình Kansai TV Nhật Bản đến đây xin phép được tạm dừng. Hẹn gặp lại vào lúc 15:20 chủ nhật hàng tuần trên HTV7 đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị và các bạn qua theo dõi. Tạm biệt, hẹn gặp lại. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh cùng công ty MCV hợp tác sản xuất.